Nghi phạm nổ súng bị vây bắt ở Đồng Nai đang bị truy nã về tội dâm ô với cháu ruột, có 3 tiền án và nghiện ma túy lâu năm. Trước khi bị hàng trăm chiến sĩ công an vây bắt, Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh, biệt danh Cọp, đang bị truy nã về tội dâm ô với cháu ruột. Ngày 8 tháng 11, công an thành phố Long Khánh cho biết, đang tạm giữ Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh, 35 tuổi, biệt danh Cọp, ngụ tại xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai để điều tra về hành vi cướp tài sản, chống người thi hành công vụ và các dấu hiệu tội phạm khác của đối tượng này. Qua xác minh, đối tượng Hoàng Anh có 3 tiền án, một cố ý gây thương tích, một cướp giật tài sản, một trộm cắt tài sản, là đối tượng nghiện ma túy lâu năm. Đồng thời, Hoàng Anh là đối tượng đang bị truy nã về tội dâm mô với chính cháu ruột của mình. Tại cơ quan công an, Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh khai nhận khoảng 7 giờ ngày mùng 7 tháng 11, anh ta đang ở một nhà nghỉ tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, thì lực lượng công an vào kiểm tra do nghi ngờ có biểu hiện nghi vấn. Hoàng Anh lập tức lấy khẩu súng báng dài, chạy ra khỏi nhà nghỉ, khống chế ông Đinh Phi Long, 53 tuổi, đang Phi Long, 53 tuổi, đang đi xe máy trên quốc lộ 20, buộc trở về hướng xã Suối Nho, huyện Định Quán, đi được chừng 2 km, ông Long tìm cách vứt xe bỏ chạy. Hoàng Anh lấy xe máy của ông Long về nhà tại xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc. Nhận được tin báo, công an huyện Xuân Lộc đã tổ chức vây bắt thì đối tượng dùng súng khống chế em ruột lên xe tải, yêu cầu trở ra hướng xã Bảo Quang, thành phố Long Khánh khi bị bao vây chặn chốt trên đường, cọp xuống xe bỏ chạy vào nhà người dân trên đường suối trồn. Xã Bảo Quang cố thủ, dùng sống dí vào đầu em trai và người phụ nữ trong nhà để cướp xe máy. Khi đưa chìa khóa cho y xong, người phụ nữ bỏ chạy ra ngoài và nhanh trí chốt luôn cửa, khiến hắn không thể di chuyển thấy lực lượng công an bao vây, y dùng bình ga, bom xăng uy hiếp đốt cháy ngôi nhà và đã bắn nhiều phát vào lực lượng công an. Đến 12 giờ 30 phút ngày 7 tháng 11, các lực lượng đồng loạt tấn công, chấn áp, khống chế và bắt đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một súng đạn bắn chì, hai chai xăng tự chế. Hai chai xăng tự chế.